Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị những vấn đề liên quan đến kiến trúc và xây dựng nhà ở. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề 9 lỗi sai nghiêm trọng khi thi công móng cần lưu ý. Và trước khi đến với 9 lỗi ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mark Home. Mark Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Hotline chúng tôi là 092-774-8888, 092-556-4444. Hiện tại chúng tôi đã có trụ sở trên khắp 3 miền của đất nước. Ở miền Bắc đó chính là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung 28 Hà Hoàng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Miền Nam 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra nếu quý vị ở miền Trung thì cũng có thể ghé đến trụ sở Mark Home ở Đà Nẵng hoặc Buôn Ma Thuột. Miền Nam có thể ghé đến trụ sở ở Bình Dương, Cần Thơ hoặc Cà Mau. Còn bây giờ trở lại chủ đề ngày hôm nay, đó chính là 9 lỗi sai nghiêm trọng thi công móng cần lưu ý. Thật sự thì về vấn đề thi công móng nó luôn là vấn đề cực kỳ là quan trọng nha quý vị, về đảm bảo được cái độ cứng chắc cũng như là cái độ bền vững công trình của mình. Nếu công trình dù quý vị xây đẹp đến đâu mà nếu phần móng chúng ta làm không tốt thì sau này nó có thể dẫn đến rất là nhiều những cái hiện tượng khác nhau. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đến với lỗi thứ nhất, đó chính là sụt lún. Lỗi đó chính là sự sụt lún nền móng xảy ra khi đất dưới móng không đủ sức chịu tải, dẫn đến hiện tượng lún không đều hoặc lún quá mức. Chúng ta sẽ khắc phục như thế nào? Đó chính là chúng ta phải khảo sát địa chất kỹ lưỡng. Trước khi thi công, cần thực hiện khảo sát địa chất kỹ lưỡng để đánh giá điều kiện đất nền. Gia cố nền đất. Sử dụng các phương pháp gia cố như nén chặt, bơm vữa hoặc sử dụng cọc gia cố để cải thiện sức chịu tải của đất. Thiết kế móng phù hợp. Chọn loại móng phù hợp với điều kiện địa chất, ví dụ như móng cọc cho đất yếu. Vấn đề này thì nó phụ thuộc rất là nhiều về đó chính là cái khâu chúng ta phải lựa chọn cái móng ngay từ đầu quý vị, và cả việc của đội ngũ thi công họ phải gia cố cái đất nền. Vấn đề này như tôi chia sẻ đó chính là phải là người có kinh nghiệm trong việc thiết kế và thi công thì mới đưa ra những cái giải pháp phù hợp. Còn nếu quý vị chúng ta tự mình thiết kế thi công, đôi khi chúng ta thuê thợ địa phương, chúng ta không có kiến thức thì chúng ta rất khó để mà có thể nhìn ra được những cái lỗi như thế này. Cho nên là nếu quý vị làm việc ở Mark Home, tôi sẽ có giám sát thi công công trình. Ngoài ra sẽ có đội ngũ thanh tra nữa thì sẽ có thể là kiểm tra và đến để xem là quá trình thi công móng chúng ta có đảm bảo chất lượng hay không. Lỗi số 2 đó chính là nứt móng. Lỗi như sau: nứt móng có thể do nhiều nguyên nhân bao gồm sự co ngót của bê tông, tải trọng không đồng đều hoặc đất nền không ổn định. Chúng ta sẽ khắc phục như thế nào? Đó chính là sử dụng bê tông chất lượng cao. Đảm bảo chất lượng bê tông bao gồm việc trộn và đổ bê tông đúng kỹ thuật. Thi công đúng quy định. Thực hiện thi công và bảo dưỡng bê tông đúng quy trình để tránh co ngót và nứt. Kiểm soát tải trọng. Đảm bảo phân phối tải trọng đều lên nền móng và sử dụng các biện pháp giảm chấn động khi cần thiết. Tiếp theo ta sẽ đến lỗi số 3, chính là độ lún không đều. Độ lún không đều có thể gây ra nứt kết cấu và làm hỏng công trình. Vậy chúng ta sẽ khắc phục như thế nào đây? Đó chính là chúng ta phải thiết kế hợp lý, tính toán kỹ lưỡng trong thiết kế, đảm bảo sự phân phối tải trọng đều trên toàn bộ nền móng. Gia cố đất nền. Nếu phát hiện đất nền không đồng đều, cần tiến hành gia cố hoặc cải tạo đất trước khi thi công. Giám sát thi công. Theo dõi chặt chẽ quá trình thi công để đảm bảo tuân thủ thiết kế và phát hiện sớm các vấn đề. Từ bây giờ thì có thể thấy là về cái vấn đề thiết kế được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều, cho nên là đòi hỏi ngay từ khâu bản vẽ đó quý vị, tức là trước khi mà chúng ta thi công công trình thì ngay từ cái bản vẽ đã phải đảm bảo được cái chất lượng rồi. Cho nên là quý vị nên tìm đến những kiến trúc sư chuyên nghiệp có chuyên môn cao để mà thiết kế ngôi nhà của mình. Tránh trường hợp chúng ta đôi khi chúng ta không có kiến thức mà chúng ta để đi mượn những cái bản vẽ của những nhà lân cận chẳng hạn, và đôi khi nhà của chúng ta nó đòi hỏi những cái điều khác hơn, tải trọng chúng ta khác so với nhà khác thì chúng ta cũng rất khó để mà lấy như vậy. Cho nên là đòi hỏi là phải là kiến trúc sư có tay nghề cao, thì Mark Home chúng tôi sẽ luôn có đội ngũ kiến trúc sư này. Ta đến lỗi số 4, đó chính là thấm nước. Hiện tượng thấm nước có thể xảy ra khi nước ngầm hoặc nước mưa xâm nhập vào móng, gây xói mòn và làm suy yếu móng. Chúng ta khắc phục như thế nào? Đó chính là hệ thống thoát nước. Thiết kế và lắp đặt hệ thống thoát nước hiệu quả để ngăn ngừa nước xâm nhập vào móng. Chống thấm. Sử dụng các vật liệu chống thấm và màng chống thấm cho móng. Kiểm tra và bảo trì. Thường xuyên kiểm tra bảo trì hệ thống thoát nước và các biện pháp chống thấm.
Vấn đề thấm này thì rõ ràng không phải là đến khi ngôi nhà xong thì chúng ta mới lo ha, mà ngay từ cái móng rồi. Nếu mà thấm thì cũng có thể gây ra rất là nhiều những hậu quả khác nhau, cho nên chúng ta cũng rất cần phải lưu ý. Lỗi số 5 đó chính là sai lệch thi công. Sai lệch trong quá trình thi công như không đúng vị trí, kích thước hoặc không đúng độ sâu thiết kế. Khắc phục đó chính là kiểm tra định kỳ, thực hiện kiểm tra định kỳ, giám sát thi công chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ thiết kế, đào tạo nhân công, đảm bảo đội ngũ thi công được đào tạo đầy đủ và có kinh nghiệm, sử dụng công nghệ, áp dụng công nghệ và thiết bị hiện đại như máy đo GPS, laser để kiểm tra và điều chỉnh kịp thời. Và điều này thì nó lại nghiêng về là cần phải có giám sát nha quý vị. Bởi vì thợ thì đôi khi họ làm, có những khi mà họ mệt quá như thế nào đó thì đôi khi độ chính xác nó sẽ không còn đảm bảo. Do đó là đòi hỏi là giám sát công trình phải thật là kỹ lưỡng để đi kiểm tra. Và sau đó thì đội ngũ thanh tra cũng phải kiểm tra thật là gắt gao nữa. Lỗi số 6 đó chính là thiếu vật liệu hoặc vật liệu kém chất lượng. Sử dụng vật liệu không đủ hoặc kém chất lượng dẫn đến giảm khả năng chịu lực và tuổi thọ của nền móng. Khắc phục đó chính là kiểm tra chất lượng vật liệu, đảm bảo tất cả vật liệu sử dụng đạt tiêu chuẩn chất lượng thông qua kiểm tra và thử nghiệm định kỳ. Quản lý kho vật liệu một cách hiệu quả, đảm bảo cung cấp đủ vật liệu khi cần thiết. Chọn nhà cung cấp uy tín, mua vật liệu từ các nhà cung cấp uy tín và đáng tin cậy. Nếu quý vị làm việc bắt hôm thì về cái khâu vật liệu này, chúng tôi cũng sẽ lựa chọn cái đơn vị hiện tại đang gọi là đạt chất lượng tốt trên thị trường để đảm bảo phần móng quý vị. Tôi ví dụ thép, ta có thể là chọn thép Việt Nhật nè, thép Hòa Phát nè. Còn về xi măng có thể chọn xi măng Vinsem Hà Tiên chẳng hạn. Thì sẽ đảm bảo đó chính là cái quá trình chúng ta thi công thì sẽ đạt được đó chính là những cái tiêu chuẩn về vật liệu. Lỗi số 7 đó chính là tác động môi trường. Các yếu tố môi trường như động đất, lũ lụt, biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến nền móng. Khắc phục, thiết kế chống chịu, thiết kế nền móng khả năng chống chịu các tác động môi trường đặc biệt. Gia cố bổ sung, áp dụng các biện pháp gia cố bổ sung nếu phát hiện nền móng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường. Theo dõi và bảo trì, thực hiện theo dõi bảo trì thường xuyên, kịp thời phát hiện xử lý các vấn đề phát sinh. Vấn đề môi trường thì tôi nghĩ nó liên quan và gọi là vấn đề khách quan, thì đôi khi là chúng ta cũng khó mà kiểm soát được, cho nên chúng ta chỉ có thể là kiểm soát về những vấn đề ví dụ là chống chịu và chúng ta phải thường xuyên kiểm tra mà thôi. Lỗi số 8 đó chính là khảo sát nền đất không đúng. Việc khảo sát vị trí nền đất xây dựng là một khâu rất quan trọng trong xây nhà, nhất là lựa chọn loại đất phù hợp để xây dựng và thi công móng nhà. Loại đất thích hợp để xây nhà là đất cát nhờ đặc điểm rất chặt và kiên cố. Ngoài ra còn có ưu điểm khô ráo, khả năng thấm, tạo môi trường sống tốt cho vi sinh vật cần oxy, có tác dụng tự làm sạch đất nên khó xảy ra tình trạng nghiêng lún. Cần lưu ý một số loại nền đất yếu sau đây, đó chính là đất sét, khả năng hút nước kém do kết cấu quá chặt nên không tạo được môi trường sống tốt cho các vi sinh vật cần oxy, dẫn đến hạn chế tác dụng tự làm sạch của đất. Do đó, nếu sử dụng loại đất này, nhà dễ bị ẩm thấp, sàn dễ đọng nước, ruồi muỗi, nấm mốc dễ sinh sôi. Cách khắc phục là sử dụng các loại cọc gỗ như cọc cừ tràm, cọc tre, cọc bê tông cốt thép để gia cố nền đất trước khi xây dựng móng nhà. Đất xốp là khả năng chịu lực kém, dễ dẫn đến tình trạng nhà lún hay nghiêng đổ và hệ số rộng của đất cao, nên chú ý loại móng và tính toán tải trọng công trình sao cho phù hợp nhất. Vấn đề này thì ngay từ khâu thiết kế, đó chính là khi mà nhân viên chúng tôi đến để mà ký kết hợp đồng với gia chủ thì chúng tôi cũng sẽ xem qua là đất ở đó thì thuộc về loại đất nào. Nếu mà đất chúng ta cứng cáp thì rõ ràng chúng ta có thể lựa chọn cái phương án ví dụ là những cái loại móng nông giống như là móng băng, móng bè, móng đơn chẳng hạn. Còn nếu mà đất chúng ta gọi là đất yếu, chúng ta nên ưu tiên lựa chọn là móng cọc. Và lỗi cuối cùng đó chính là bản thiết kế nền móng không thích hợp. Về cơ bản, có những loại móng nhà thông dụng gồm móng đơn, móng băng, móng cọc, móng bè. Tùy công trình nền đất mà quý vị thiết kế loại móng thích hợp nhất. Về vị trí móng có hai loại chính gồm móng nông và móng sâu. Móng nông thì độ sâu từ 1.2 đến 3.5m, sử dụng cho các công trình chịu tải trọng nhỏ và trung bình, xây trên nền đất tốt. Móng sâu là tính độ sâu thiết kế, sau đó đưa móng xuống đúng độ sâu, sử dụng công trình có tải trọng lớn. Đối loại móng này không nên xây ở những nơi có mạch nước ngầm lớn. Cho nên là về hai cái loại móng này thì đó, như em nói là chúng ta phải tính toán và lựa chọn ngay từ đầu. Lựa chọn đúng loại móng thì sẽ đảm bảo là không có sai phạm về sau.
Vậy là em vừa giới thiệu quý vị chủ đề chính lỗi sai nghiêm trọng thi công móng cần lưu ý. Hy vọng rằng đây là những thông tin bổ ích đến với quý vị. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công thì đừng ngại liên hệ ngay Mark Home qua hotline 0927748888, 0925564444. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.